dạ rồi à, em xin uh, chào mọi người thì uh, em cũng rất cảm ơn uh, anh uh, lợi và nhóm uh, cũng đã tạo điều kiện để uh, hôm nay uh, em có cơ hội được trình bày về những giải pháp của Illumina uh, cho cái uh, market là bệnh truyền nhiễm và đồng thời là những cái nghiên cứu về vi sinh thì cũng em xin tự giới thiệu một xíu thì em là tùng thì hiện tại em đang là senior FPs của Illumina, em giờ ở Việt Nam và đồng thời là à, em cũng giới thiệu luôn là ở trong cuộc họp mà hôm nay á, thì có à, đại diện của à, hai kênh à, hai đơn vị phân phối của Illumina là đơn vị MetaLab. Ừ. thì các anh chị bên MetaLab sẽ là chịu trách nhiệm chính cái dòng sản phẩm Ro có nghĩa là những cái dòng sản phẩm mà liên quan tới nghiên cứu à, thì cũng khá là liên quan mật thiết tới lại cái lĩnh vực à, bệnh truyền nhiễm hay là nghiên cứu về vi sinh và đồng thời cũng có các anh chị ở bên phía công ty Biomedic thì Biomedic cũng là đơn vị phân phối của bên Illumina của em thì tập trung vào dòng sản phẩm IVD có nghĩa là những cái dòng sản phẩm mà mình đã có chứng chỉ uh, IVD của FDA công nhận thì để không uh, tốn thêm thời gian của mọi người thì em sẽ bắt đầu luôn thì uh, đầu tiên á, là em xin phép được giới thiệu về Illumina thì cái uh, nhiệm vụ của Illumina, cái mission của Illumina là cải thiện sức sức khỏe của con người bằng cách là uh, mở khóa cái uh, sức mạnh của bộ gen. thì uh, về những cái market mà Illumina đang hiện tại tập trung vào á thì có có một cái market rất là rộng là tập trung vào những cái mảng như là uh, sức khỏe sinh sản, những cái bệnh di truyền và đồng thời là cũng là cái uh, cái à, nội dung của cái buổi nói chuyện hôm nay là về cái nhóm à, bệnh truyền nhiễm và những cái nghiên cứu liên quan tới vi sinh và đối với khách hàng á, thì khách hàng của lumina trải dài từ à, tất cả những à, lĩnh vực như là trường đại học à, những công ty dược những công ty về công nghệ sinh học hay cũng như là bệnh viện hoặc là những cái lab tư à, của, hoặc có thể là những cái đơn vị như là những cái tổ chức chính phủ thì lát nữa cũng có một số những cái à, thông tin về nghiên cứu về vi sinh mà em cũng sẽ chia sẻ thêm à, để mà nói à, một cách chi tiết về cái công nghệ danh tử của Illumina thì chắc là sẽ mất hơi nhiều thời gian nên là chắc xin phép em chỉ giới thiệu tổng quan về cái mà Illumina sẽ gọi là sequencing workflow thì đối với lại trên thị trường thì hiện tại tất cả những cái hệ thống giải trình tự thì đều gần như là tuân theo cái 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 workflow Flow uh, mà Illumina đã đặt ra là set ra từ đầu thì nó sẽ bao gồm là bốn bước. Thì uh, chắc là mọi người uh, trong cái khóa học của thầy lợi thì cũng đã có tìm hiểu về NGS rồi. Ừ. Thì cái bước đầu tiên cũng như là cái bước quan trọng nhất là cái bước library preparation là bước chuẩn bị thư viện. Thì ở trong bước này căn bản á, là uh, tất cả những cái uh, DNA uh, nói chung là những cái sản phẩm mà mình cần giải trình tự nó sẽ được uh, biến đổi về một cái cấu trúc phù hợp để mình có thể bỏ lên cái máy trình tự của mình cụ à, cụ thể như thế nào đó có nghĩa là cái DNA của mình nó sẽ nằm ở giữa và hai đầu nó sẽ là hai cái phần mà Illumina gọi là adapter thì adapter nó dùng cho nhiều mục đích à, mục đích thứ nhất là để nó giúp cho cái sợi DNA của mình có thể được cố định lên cái máy trình giải trình tự mục đích thứ hai là để phân biệt được các cái chuỗi DNA nào à, là của mẫu nào hay còn gọi tụi em gọi là index là ba code và mục đích cuối cùng là để là cái vùng mà cái phản ứng điện tử nó sẽ cái mồi điện tử nó sẽ bám vào và cái phản ứng điện tử nó sẽ diễn ra đó là cái phần chuẩn bị thư viện thì chuẩn bị thư viện này thì Illumina cung cấp uh, kit chuẩn bị thư viện cho rất là nhiều mục đích khác nhau và đối với lại vi sinh thì lát nữa mọi người sẽ thấy có rất là nhiều những cái kit để để để, để giúp cho mọi người có thể nghiên cứu uh, sâu về, về về cái lĩnh vực này và đồng thời là cũng là như mọi người có Thấy những cái giới thiệu của các anh chị trước đó thì à, rất là nhiều hãng khác cũng có những cái, cái kit mà nó phù hợp với lại hệ thống của Illumina. À, cái phần thứ hai á, là cái phần cluster generation là cái phần bên phải này. Thì cluster generation á, là một cái phần mà được thực hiện tự động ở trên tất cả các máy của Illumina. À, cái bước này á, là một cái bước à, à, tạm dịch ra tiếng Việt là cái bước tạo cụm. Thì tạo cụm có nghĩa là từ cái sợi DNA ban đầu mà cái sợi mà mình muốn gia trình tự á, thì cái hệ thống nó sẽ tiến hành khuếch đại cái sợi này lên à, gấp cả ngàn lần mục đích là để đạt được cái lượng tín hiệu à, cho cái hệ thống quan học ở trong máy á, nó có thể nhận diện được và nó bắt đầu cái phản ứng chụp hình để nó giải trình tự thì cái phản ứng cluster generation này của Illumina nó sẽ được như em nói sẽ được thực hiện tự động ở trên tất cả các hệ máy nghĩa là mình sẽ không có phải tốn một cái thiết bị nào ở bên ngoài để mình làm cái 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 bước này và cuối cùng á cái bước thứ ba á, là cái bước sequencing sequencing ở đây là bước giải trình tự đó là à, về cái công nghệ về bản bản chất công nghệ thì lúc nãy em thấy có thầy thông à, bên đại học quốc tế cũng đã có chia sẻ về cái phần này rồi thì cái công nghệ trình tự của Illumina nó nó khá tương đồng với lại công nghệ của Sanger. là nó sẽ giải trình tự bằng phương pháp sinh tổng hợp hay còn gọi là SBS thì SBS là một cái công nghệ mà nó tổng hợp mạch tới đâu nó giải trình tự tới đó có nghĩa là nó sẽ dùng polymerase nó bám vô xong rồi nó sẽ bắt cặp bổ sung à, và tùy vào cái nu nó bắt cặp bổ sung vào á, mỗi cái nu nó sẽ được gắn một cái tín hiệu hình quang để giúp cho mình nhận diện được cái nào là a cái nào là t cái nào là g cái nào là c thì từ đó mình có thể phát hiện được cái 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 cái, cái nu mà trong cái đoạn mạch gốc của mình mà mình muốn gia nhận tự tuy nhiên công nghệ của Lumina nó đặc biệt hơn những cái công nghệ khác ở chỗ nào á là nó là một công nghệ có cái ứng dụng là cái Uh, reverse reversible terminator hay tụi em tạm dịch là cái khóa dừng thuận nghịch thì cái khóa dừng này nó đảm bảo cho cái việc đó là mỗi lần mỗi chu kỳ giải trình tự Illumina chỉ giải trình tự một nu trong cái đoạn mặt gốc thôi uh, và sau khi giải xong á giải xong cái nu đó thì nó sẽ có một cái phản ứng hóa chất để nó gỡ cái khóa dừng thuận nghịch đó và nó cho phép cái nu tiếp theo giải trình tự thì cái việc này nó đảm bảo cho cái việc uh, tăng cái độ chính xác của Illumina và uh, như mọi người cũng biết thì cái thời gian À, từ trước đến nay trên thị trường giá điện tử thì Lumina luôn luôn đi đi đầu về cả cái dữ liệu điện tử cũng như là cái độ chính xác đó là gần như 80% dữ liệu trình tử là đều đến từ cái hệ thống của Illumina rồi nên là mọi người cũng à, không phải hoài nghi gì về cái độ chính xác của hệ thống của cái công nghệ SBS sequencing và cuối cùng là cái phần data analysis là phần phân tích dữ liệu thì cái phần phân tích dữ liệu này á, đối với lại mảng vi sinh thì em cũng rất là tự tin là Uh, Illumina cung cấp một cái giải pháp uh, gọi là end-to-end -end, có nghĩa là đi từ mẫu cho tới cái phần report là Illumina đều có giải pháp để phân tích cái này thì uh, đó là về cái phần tổng quan và cái gọi là sequencing workflow thì là bốn bước chuẩn bị thư viện uh, tạo cluster, giải trình tự và phân tích dữ liệu thì bốn cái bước này mọi người sẽ áp dụng cho tất cả các hệ thống của Illumina luôn và để mà nói tới tất cả các hệ thống của Illumina thì em cũng có chia sẻ ở đây để mọi người có một cái hình dung. Thì tính tới thời điểm uh, năm 2023 thì Illumina Insole Base có hơn 21.000 thiết bị ở trên toàn thế giới. Và những cái thiết bị đó thì Illumina chia thành, thành từng cái dòng sản phẩm riêng là cái dòng sản phẩm high throughput uh, tùy theo cái cái công công suất trình tự thì dòng sản phẩm high throughput là có những cái hệ thống như là Novasic là dòng máy uh, mới nhất của Illumina là X và Novasic X Plus à, đồng thời là hệ thống Novasic 6000 ở đây có hệ thống iScan một cái hệ thống uh, quét bi dãy microarray thì nó lại không có thuộc vào cái, cái dòng sản phẩm NGS à, và cái dòng sản phẩm mid throughput hay là low throughput đó, thì hai cái dòng sản phẩm này thì em thường thấy được ứng dụng nhiều hơn ở trong cái lĩnh vực vi uh, sinh uh, cũng như là những cái bệnh truyền nhiễm của mình do cái công suất của nó phù hợp và đồng thời là cái cái hệ thống này là những cái hệ thống để bàn được hết như là máy 1000 2000 máy 550 và MiniSic Six hay là iSic 100 là cái thứ tự là thứ tự từ cao đến thấp về công công suất uh, ngoài ra thì như lúc nãy em cũng có chia sẻ thì Lumina có cung cấp những cái dòng sản phẩm IVD thì đối với lại cái dòng sản phẩm IVD này thì Lumina hiện tại có 3 hệ thống là NovaSix 6000DX, Nexus 550DX và DX. thì những cái dòng sản phẩm này là những cái phiên bản được FDA Approved của cái dòng sản phẩm cùng tên lúc nãy em có chia sẻ thì cũng để cung cấp thêm thông tin cho mọi người Và đối với lại về phần ứng dụng trên các cái hệ thống thì Do cái portfolio và những cái sản phẩm à, dày như vậy nên là mọi người thấy Illumina gần như đáp ứng được tất cả những cái nhu cầu cho nhân tự à, từ à, những cái bộ gen nhỏ cho đến những cái bộ gen lớn hoặc là những cái cỡ mẫu nhỏ cho đến những cái cỡ mẫu lớn thì mọi người có thể tham khảo thêm ở cái bản, à, cái, cái bản sau à, đó là về cái tổng quan về cái công nghệ à, về cái à, những cái dòng sản phẩm của Illumina và đồng thời nói một chút xíu về cái công nghệ danh tử của Illumina thì phần sau này em sẽ đi cụ thể hơn về cái mảng vi sinh. thì đối với lại cái mảng vi sinh á thì Illumina gọi cái segment này là uh, uh, infectious disease và microbiology có nghĩa là những cái bệnh truyền nhiễm và vi sinh nói chung. thì em sẽ chia cái phần này ra thành năm cái phần chính. À, đầu tiên mình sẽ đi vô tổng quan là những cái uh, những những cái vấn đề những cái khó khăn của uh, toàn cầu trong cái lĩnh vực bệnh di truyền này là gì thứ nhất á, là để kiểm soát những cái outbreak hay là những cái đại dịch như là mình vừa thấy là covid vừa rồi à, thứ hai á, là để kiểm soát những cái uh, vấn đề về kháng kháng sinh à, và thứ ba á, là chẩn đoán cho bệnh nhân à, tức như là những cái những cái xét nghiệm mà mang tính là, là có cái xét nghiệm có cái uh, khả năng chẩn đoán hay là ivd đó thì đối với lại uh, những cái uh, bệnh truyền nhiễm này á, thì một số con số để mình có thể hình dung uh, để nhìn thấy được nhìn những cái khó khó khăn lớn tới mức nào. Thì đối với Covid thì có hơn 770.000 à, 770 triệu ca trên toàn cầu. Đối với lại những cái bệnh mà gây ra bởi virus influenza thì có hơn 400.000 ca. Và đồng thời là có cả tuberculosis là bệnh lao thì hơn 10.6 triệu người bị lao trong năm 2021. À, đồng thời là mọi người thấy có những cái con số rất là khủng khiếp mà cái 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 bệnh truyền nhiễm nó gây ra trên toàn thế giới thì Illumina cung cấp giải pháp để giúp cho người nghiên cứu cũng như là những cái đơn vị mà healthcare những cái đơn vị mà bệnh viện để có thể đáp ứng để có thể trả lời cho mọi người những cái câu hỏi là thứ nhất à, giúp cho mình có thể phát hiện được những cái à, vi khuẩn hay là virus gây hại mới và đồng thời là à, tiên đoán cái khả năng kháng thuốc của nó à, thứ hai á, là nhờ giải trình tự gen thì mình sẽ có cái bộ gen thì mình sẽ có thể giúp cho những nhà nghiên cứu có thể đưa ra được những cái uh, thuốc hoặc là những cái uh, vaccine để để hỗ trợ cho cái việc uh, quản lý cái dịch bệnh cũng như là điều trị bệnh và đồng thời á, uh, về nghiên cứu về mặt nghiên cứu thì mình có thể uh, làm được cái host genetic and immune response ngay là khảo sát cái cái um, cái phản ứng của cái vật uh, chủ uh, sau khi mà bị nhiễm những cái loại bệnh này thì uh, tất cả những cái hệ thống của Illumina đều có thể giúp cho những nhà nghiên cứu hay là những cái đơn vị mà chăm sóc sức khỏe có thể uh, <laughs> uh, giải quyết được những cái vấn đề này thì uh, đi cụ thể vào cái dòng sản phẩm mà Illumina gọi là Infectious Disease and Microbiology thì em cũng xin phép giới thiệu những cái những cái dòng sản phẩm sau thì tụi em chia ra là như lúc nãy ở trên cái agenda có nói là ba cái ý chính thứ nhất á ba cái cách tiếp cận chính thứ nhất là single genome có nghĩa là một bộ gen duy nhất thôi thứ hai á là multiple pathogen có nghĩa là À, một kit nhưng mà phát hiện được rất là nhiều những cái chủng và thứ ba là discovery có nghĩa là phát hiện được những cái chủng mới à, tương tự như là cái à, cái cái việc mà covid hay là monkeypox thì à, thì đó là ba cái hướng tiếp cận chính mà em sẽ chia sẻ <laughs> và trong cái slide này á thì em xin phép nhấn mạnh một cái vấn đề mà em nghĩ là cái đây là cái quan tâm của rất là nhiều người là à, do là ngs À, nó vẫn còn rất là mới đối với việt việt nam của mình à, thì à, những cái nhà nghiên cứu hoặc là những cái đơn vị mà chăm sóc sức khỏe họ quan tâm nhất tới một cái là cái quy trình nó có end-to-end -end không có nghĩa là quy trình nó có từ từ giải trình tự cho đến phân tích không họ muốn là nó tích hợp hết trong trong một cái đơn vị cung cấp thôi thì Illumina à, như lúc nãy mình em em có nói là đã cung cấp tất cả những cái uh, library prep có nghĩa là những cái kit chuẩn bị thư viện hoặc là những cái panel liên quan tới À, bệnh truyền nhiễm cũng như là cái à, à, nghiên cứu vi sinh là những cái kiếp đó Illumina đều có cung cấp thì em sẽ liệt kê ra ở đây và Illumina cung cấp cả cái hệ à, thống gia trình tự và cuối cùng á là Illumina cung cấp cả phần mềm phân tích thì nếu mà mọi người à, à, có tìm hiểu à, về cái thị thị trường phần phân tích à, hiện nay á thì Illumina đang sở hữu cái Dragon là Dragon là một cái à, công nghệ à, phân tích dữ liệu à, là bằng nói nói tổng quan á là công nghệ phân tích dữ liệu bằng cái chip à, xử lý đồ họa G GPU là cái công nghệ này độc quyền của Illumina luôn thì Illumina dùng Dragon để phân tích gần như là tất cả những cái à, kết quả của bộ kit mà liên quan tới vi sinh hoặc cũng như là bệnh truyền nhiễm để đảm bảo được là nó đạt được cái độ chính xác cao nhất có thể là một trong những cái mà em muốn nhấn mạnh có nghĩa là cái độ chính xác ở trình, ở trình tự á, thật ra nó, nó, nó phải đi kèm với lại cái độ chính xác về cái phân tích à, thứ, thứ cấp phân tích sau khi ở trình tự thì đó là cái mà Illumina tập trung tập vào để nhấn mạnh là Illumina cung cấp tất cả các giải pháp này trên một cái phần mềm à, tùy tùy vào mong muốn của mọi người luôn Illumina có cả phần mềm cloud base như là base space có nghĩa là trên đám mây hoặc là Illumina cung cấp dragon uh, server on site có nghĩa là mọi người có thể mua cái server đó về và phân tích tất cả mọi thứ tại local. Ừ. Uh, tiếp theo á là mình nói uh, đi sâu vào cái chi tiết về từng cái dòng từng cái hướng tiếp cận mà nãy mình có nói ba cái hướng tiếp cận thì cái hướng tiếp cận đầu tiên á là whole genome sequencing of isolate có nghĩa là mình giải trình tự cái 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 um, cái chủng mà mình đã phân lập. Thứ hai là amplicon là mình dùng phản ứng PCR để mình khuếch đại lên thứ ba là hybrid capture hybrid capture là mình dùng những cái oligo có trình tự bổ sung với lại những cái vùng gen mà mình quan tâm để mình bắt những cái đoạn nó ra à, thì nó gần như tương tự Amplicon nhưng mà mà nó sẽ có một cái độ độ uh, đặc hiệu cao hơn mà nó cho phép nó uh, nó nó sẽ hiệu quả hơn đối với uh, cái vi sinh và cuối cùng là cái lớn nhất là cái metagenomic hoặc là metagenomic có nghĩa là mình giải trình tự uh, mù một cái mẫu mình giải trình tự tất cả những cái bộ gen ở trong đó để mình phân tích hoặc là transcriptomic mình giải trình tự tất cả cái RNA trong đó để mình xem coi là cái biểu hiện gen ở trong đó nó đang như như thế nào của tất cả các chủng ở trong mẫu thì đối với lại cái phần đầu tiên á, là single pathogen á, là cái câu hỏi đặt ra là uh, mình biết là mình đang tìm cái con nào thì Illumina có những sản phẩm nào để đáp ứng cái câu hỏi đó thì đầu đầu tiên muốn giới thiệu là một cái kit Uh, cái kit này là một cái kit sử dụng uh, thường xuyên nhất uh, nó là một cái kit mới nhưng mà sử dụng rất là nhiều ở cả Việt Nam của mình cũng như trên toàn thế giới là cái Lumina DNA Prep thì trước đây Illumina có một cái sản phẩm nếu mà mọi người không có có việc sử dụng qua rồi thì nó là Nextera XT thì Nextera XT này dần đang được thay thế bằng Illumina DNA Prep đặc biệt là cho cái ứng dụng vi sinh này tại vì thứ nhất đó, là mọi người thấy là cái cái đặc tính của nó là một cái uh, workflow thời gian rất là nhanh, nó chỉ khoảng 3.5 tiếng là mình có thể chuẩn bị xong một thư viện rồi. Thì Illumina DNA prep này uh, nó ứng dụng như thế nào nếu mà mình đã biết được cái chủng mà mình quan tâm. Thì cái mẫu cái mẫu đầu vào của DNA prep nó cho phép là ngoài việc những cái mẫu thông thường như là mẫu máu hoặc là mẫu uh, nước bọt thì nó cho phép tự trực tiếp từ mẫu culture, có nghĩa là cái chủng lạp mà mình đã nuôi cấy xong mình có thể lấy trực tiếp từ đó. Illumina có một cái quy trình cho phép là từ đó mình có thể chuẩn bị thư viện luôn. Thì Illumina DNA prep là một cái kit chuẩn bị thư viện từ mẫu DNA mà không cần không qua một cái bước uh, khuếch đại gì hết, nghĩa là mình có một cái chủng lạc, mình dùng Illumina DNA prep để mình chuẩn bị nó thành một cái thư viện mà mình giải trình tự. Đó là cái cái giải pháp thứ nhất. Giải pháp thứ hai á mà khi mà mình biết được cái chủng mình quan tâm rồi á là Illumina có những cái giải pháp amplicon target, có nghĩa là sử dụng phản ứng PCR đó mình khuếch đại những cái bộ gen mong muốn lên là bốn cái kit là Diplex, Covid-6, IMAP Flu và cuối cùng là IMAP thì mình sẽ điểm qua một số những cái ưu thế của nó có nghĩa là Amplicon nhanh hơn và và đơn giản hơn Hybrid Capture là cái phản ứng live bằng Oligo Thứ hai là Amplicon Base Covid-6 rất quen thuộc với nhiều khách hàng ở đây quen thuộc là tại vì nếu mà mọi người có tìm hiểu về cái cái đợt đại dịch Covid của mình á, thì tất cả những mẫu ngs mà dạng là mọi người thấy là phát hiện chủng beta, chủng omicron là đều được giả trình tự tại việt nam à, sử dụng cái kit covid này à, và trên hệ thống của illumina và cuối cùng á là risk of mutation có nghĩa là một cái hạn chế của nó là những do là nó là phản ứng pcr nên là những cái đột biến mà nó rơi vào cái vùng bắt mồi á, thì nó có thể xảy ra cái việc là nó sẽ bị drop out cái 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 cái, cái đó thì mình sẽ bị mất thì cái này nó có thể được uh, uh, được uh, cải thiện bằng cách là mình sẽ phải liên tục cập nhật cái bộ primer design của mình thì mình sẽ đi vô cụ thể luôn thì đầu tiên là cái kit uh, GenoScreen thì cái kit này là một cái uh, kết hợp giữa Illumina và GenoScreen cái kit của GenoScreen đó là một cái kit tên là à, uh, micro uh, microbacterium tb combo kit thì là một cái kit phát hiện được cái chủng uh, vi, vi khuẩn lao thì cái à, cái kit này nó có một số những cái đặc điểm như sau là nó có thể uh, giúp cho mình làm từ cái mẫu clinical mẫu lâm sàng mình không phải qua bất kỳ một cái gọi là nuôi cấy nào mình có thể trực tiếp từ cái mẫu lâm sàng là mẫu đờm hoặc là mẫu quý dịch hô uh, hấp đó, mình có thể làm trực tiếp và uh, nó có thể giúp mình cho phép uh, cho phép mình tiên uh, trả ra cái kết quả là kháng thuốc với lại những cái uh, thuốc uh, thuốc chống lao hàng một hàng hai Uh, thứ ba là có thể giúp cho mình do là cái độ bao phủ sâu nên là có thể giúp giúp cho mình phát hiện được cái việc là heteroresist resistant hay còn gọi là ví dụ như trong một cái mẫu của mình nó có tới nhiều chủng và nó gây ra nhiều những cái cái kháng thuốc khác nhau trong cái uh, trong cái bệnh nhân đó. Và phần mềm, phần như lúc em cũng nói là tất cả những kit này là đều có phần mềm NTN hết, phần mềm phân tích cũng là của GenoScreen cung cấp và trả ra một cái report cho mình. Uh, cuối cùng á là trên hệ thống nào thì cái kit Genoscreen này thực hiện là trên gần như tất cả các hệ thống từ nhỏ đến lớn của Illumina để đảm bảo cho việc là tùy thuộc vào cái lab của mình có cái lượng mẫu ít hay là lượng mẫu nhiều thì mình cũng cũng có thể đáp ứng. Uh, hiện tại thì uh, có một cái uh, điểm mà em muốn highlight ở đây á là cái kit Genoscreen của uh, Illumina kết hợp với Genoscreen á là được WHO đưa vào cái handbook hay là cái guideline uh, mới đây thôi mới 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 năm nay thôi. Uh, là Targeted ngs có nghĩa là who cho đưa Targeted ngs vào những cái guideline để giúp cho những cái đơn vị mà như là những cái chương trình phòng chống lao quốc gia uh, để thực thực hiện cái xét nghiệm này thì uh, cái kit uh, zinsser Diplex này á nó nó hơn nó với lại một số những cái kit khác uh, cùng được uh, cung cấp trong cái cái handbook này á thì Screen là một cái kit duy nhất mà đảm bảo được tất cả những cái uh, thuốc chống lao hàng một và hàng hai thì em cũng highlight ở đây để mọi người có thông tin. Thứ hai là kit uh, Covisic assay thì kit Covisic assay này em cũng nãy em cũng có nói uh, sơ qua rồi thì đối với lại kit Covisic assay này là một cái kit uh, chuẩn bị thư viện từ mẫu lâm sàng COVID luôn và nó dùng phản ứng PCR để nó khuếch đại cái bộ gen của con SARS-CoV lên và giải trình tự thì kit này được sử dụng rất nhiều và tới thời điểm hiện tại vẫn còn được sử dụng uh, ở các các đơn vị nghiên cứu của Việt Nam cũng như trên toàn thế giới để khảo tiếp tục khảo sát cái bộ gen của con Covid thì cái kit này nó có uh, nó có thể thực hiện được trên những cái hệ thống để bàn của Illumina luôn uh, tiếp theo là cái kit uh, Illumina Ilumina, uh, Illumina Microbial Amplicon Prep Influenza hay còn viết tắt là IMAP Flu thì kit IMAP Flu này nó được phát triển dựa trên kit Covid-6 có nghĩa là nó là một cái platform mà cho phép là người dùng có thể dùng cái bộ nó sẽ cung cấp một cái bộ mồi cho cho cái các cái, cái con virus influenza như là hiện tại mà người thấy có H5N1 uh, đang 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 quay lại và khá là nguy hiểm ở Mỹ chẳng hạn thì cái này nó cho phép mình À, chuẩn bị cái mẫu từ mẫu lâm sàng và nó khuếch đại cái bộ gen của con influenza lên và giải trình tự đó là về imap flu ngoài ra để mà đáp ứng được nhiều cái nhu cầu hơn để cho tất cả các cái à, lĩnh vực à, những cái người mà họ quan tâm đến những những cái nhà nghiên cứu mà họ quan tâm đến những cái chủng virus khác chẳng hạn thì lumina cho ra mắt cái imap thì iMac này á, nó chỉ giống như mọi người tưởng tượng nó chỉ là một một cái phần chuẩn bị thư viện thôi thì sau đó Illumina sẽ có những cái protocol những cái guide để giúp cho mọi người có thể phát triển cái một cái bộ mồi amplicon chẳng hạn một cái bộ mồi khuếch đại một cái virus mà mọi người quan tâm em ví dụ như là Zika hay là monkeypox thì Illumina có những cái quy trình để để làm được cái vấn đề này thì uh, thì đó là cái kit imap thì mình sẽ dùng kit imap cho những cái 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 mối quan những cái virus khác mà mình quan tâm và mình sẽ tự thiết kế cái bộ mồi pcr của mình để mình khuất đại bộ gen của những cái chủng đó thì như em có chia sẻ thì hiện tại là Illumina đang đã test rất là nhiều những cái chủng virus liệt kê ở đây và đồng thời uh, là customer demonstrated protocol có nghĩa là những cái khách hàng của Illumina cũng đang thử nghiệm cái kit iMac này trên là rất là nhiều chủng khác nhau thì ở đây mọi người có thể thấy mình highlight là monkey Box hoặc là những cái bộ mồi mới của covid như là V4.1 hay là V5.3.2 thì uh, tất cả những cái này uh, cho thấy là cái cộng đồng mà phát cái cộng đồng mà sử dụng của uh, Illumina là một những cái thế mạnh mà uh, mọi người có thể tận dụng, nghĩa là tất cả những cái bài báo nghiên cứu thì đa phần là đều là thực hiện trên hệ thống của Illumina cái câu hỏi thứ hai á là cái câu hỏi mà à, mình nghĩ là mình biết à, chứ mình không có chắc chắn là trong cái mẫu đó có cái gì thì Illumina cung cấp giải pháp nào cho cái cái phần này thì cụ thể trong phần này Illumina sẽ ứng dụng cái công nghệ là hybrid capture enrichment à, không phải là PCR mà là sau khi mà mình chuẩn bị thư viện xong thì cái mẫu thư viện của mình á mình sẽ dùng những cái oligo những cái probe DNA để mình bắt những cái đoạn mà nó đặc hiệu cho cái chủng vi khuẩn mà mình quan tâm thì nó, nó, nó giải quyết được những cái giống như kiểu là cái kit này nó sẽ phù hợp cho những người mà muốn tìm hiểu uh, co-infection chẳng hạn có nghĩa là uh, một 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 cái mẫu mà có rất là nhiều những cái uh, tác nhân gây bệnh đồng nhiễm khác nhau uh, nó sẽ hiệu quả hơn về chi phí so với việc mình sử dụng shotgun metagenomic có nghĩa là thay vì mình đang tự mù một đống á, thì mình có thể một đống chủng vi khuẩn virus trong chẩn thì mình có thể lựa ra riêng những cái chủng nào mà mình quan tâm thôi và cái thứ ba là nó sẽ cho phép uh, mismatch có nghĩa là như nãy mình có nói là uh, mình dùng PCR thì nếu mà nó đột biến rơi vào cái vùng bám mồi ấy, thì mình sẽ bị mất cái chỗ amplicon đó tuy nhiên là mình dùng enrichment thì enrichment nó không bắt buộc là phải bắt hết 100% mà có ví dụ như 80% mà cái oligo của mình cái chiều dài oligo nó lai được với cái mạch thư viện mà cái củ con virus thôi thì nó cũng có thể bắt được bằng cái phản ứng gọi là không phải ứng mà là nó nó bắt được bằng cái cái quá trình à, à, biết có nghĩa là mình dùng hạt từ để mình kéo ra ngoài thôi đó thì à, những cái kit à, hybrid capture enrichment của Illumina là gồm có à, VSP, viral surveillance thanh mình sẽ nói cụ thể về những cái kit này thì à, một cái à, những cái nghiên cứu nào mà sử dụng cái kit này á, thì mình cũng có một vài cái nghiên cứu hiện tại trên thế giới họ đang sử dụng á, là Họ sẽ khảo sát cái mẫu uh, nước thải để họ uh, coi coi là những cái gen gây uh, kháng thuốc hoặc là những cái chủng vi khuẩn nào đang có trong nước thải chẳng hạn. Thì họ dùng những cái kit của Illumina. Thì một những cái kit mà họ sử dụng là uh, VSP, Viral Surveillance Panel. Thì cái panel này á, nó khảo sát rất là nhiều những cái uh, chủng virus mà có liên quan tới à, sức khỏe cộng đồng, liên, à, liên liên quan mà liên có thể ảnh hưởng gây gây tổn thất nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng đó. thì nó sẽ giúp cho mình bắt ra được khoảng hơn 66 chủng virus này và đồng thời đi nó sẽ đi kèm với lại một cái phần mềm Dragon Targeted Microbial. Nó có trả cho mình biết cái 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 report là trong cái mẫu của mình có những cái chủng nào mà nó phát hiện thì một cái list cụ thể uh, những cái chủng virus mà nó phát hiện thì mọi người có thể xem ở trong cái bảng này thì uh, những cái uh, virus blood bloodborne hoặc là những cái virus liên quan tới tiêu uh, liên quan tới hệ hô hấp chẳng hạn thì nó đều nằm ở trong cái 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 kit uh, viral surveillance panel này ngoài ra thì lumina đã đáp ứng với lại ngay sau khi ngay sau khi mà đại dịch nó kết thúc á, thì ra mắt một cái bảng rẽ cái cái panel gọi là pan covid thì cái panco này á nó sẽ tập trung vào bắt ra những cái virus uh, trong cái dòng uh, coronavirus để giúp cho những cái người nghiên cứu họ có thể làm cái việc là họ giám sát hoặc là họ khảo sát những cái chủng mới hoặc là họ giám sát những cái chủng cũ. cái thứ ba á, là Illumina respiratory virus enrichment hay là RVeK thì cái RVeK này á là nó lại tập trung cụ thể vào hơn 40 mươi chủng virus nhưng mà chỉ liên quan tới cái hệ hô hấp thôi thì uh, đây là cái list của những cái chủng virus mà cái kit uh, RVEK nó phát hiện. Ngoài ra thì nó còn có một cái kit gọi là RPIP. Thì RPIP này uh, nó cũng là phát hiện những cái chủng uh, virus trong hô hấp nhưng mà ngoài ra nó có thể cho phép mình biết được những cái AMR gene có nghĩa là những cái gen mà uh, có thể gây ảnh hưởng tới việc kháng thuốc kháng sinh. Đó thì nó... Oh sorry mọi người nó sẽ là trong cái kit RPIP này và cái kit cuối cùng là U UPIP thì UPIP này là urinary urinary pathogen nghĩa là hệ hệ tiết niệu thì những cái kit này nó sẽ cái kit này nó sẽ phát hiện những cái vi uh, khuẩn và virus hoặc là nấm luôn uh, uh, có liên quan tới cái hệ tiết niệu thì uh, mọi người có thể tham khảo cái uh, cái bộ kit này nếu nếu mà cái mối quan tâm của mình là những cái uh, con uh, con virus này, cái cái con tác nhân này và cuối cùng á, là cái bản tổng hợp và những cái kit mà hybrid capture có nghĩa là những cái kit mà mình nói là mình nghĩ là mình có một cái mối quan tâm nhưng mà mình không có cụ thể một cái con virus nào hết mà là mình muốn khảo sát như một cái bản gen rộng uh, thứ nhất là viral surveillance một cái bản gen gồm rất là nhiều virus thứ hai á là respiratory mình có thể tập trung vào từng cái 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 nghiêng cái cái, cái 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 quan tâm của mình mối quan tâm của mình thôi ví dụ như là à, mối quan tâm về hệ hô hấp hay là à, quan tâm tới việc là kháng thuốc hay là cuối cùng là cái hệ tiết niệu đó thì những cái kit này mà người thấy ở phần software thì đa phần không phải đa phần mà là tất cả những cái kit Uh, này đều có phần mềm của Illumina và đơn vị hợp tác của Illumina, như là cho phép mọi người có thể trả ra một cái report toàn diện và được được thiết kế riêng dành cho cái kit này luôn, chứ không phải là mọi người sẽ phải đi tìm những cái đơn vị, uh, những cái phần mềm từ bên thứ ba để mọi người uh, làm những cái phân tích này để cho mọi người có thể tập trung vào cái câu hỏi mà mọi người quan tâm nhiều hơn là cái việc là mình phải đi tìm hiểu rất là nhiều nguồn khác nhau và cuối cùng là phần discovery thì discovery có nghĩa là mình mình không có một cái giả thuyết gì hết, mình mình không biết gì hết mà mình bắt đầu từ con số 0 luôn thì một cái ví dụ mà đơn giản nhất là SARS-CoV thì à, phát hiện SARS-CoV á thì à, cái bộ gen SARS-CoV đầu tiên được phát hiện là được thực hiện ở trên cũng là trên máy của Illumina luôn và nhờ cái bộ gen đó thì tất cả những cái à, vaccine hoặc là những cái à, điều trị hoặc là đồng thời là những cái nghiên cứu đều được thực hiện là dựa trên cái bộ gen đó. Và tiếp sau đó là những cái mà surveillance về những cái biến chủng mới của SARS-CoV là cũng đều được thực hiện trên máy của Illumina. Thì cái kit mà mình có thể sử dụng để làm cái uh, gọi là metagenomic này á, metagenomic mà mình khảo sát DNA mà toàn bộ DNA ở trong một cái mẫu lâm sàng mà mình không biết nó nó là cái chủng gì thì mình cũng có thể sử dụng Illumina DNA Prep là một cái kit chuẩn bị thư viện chung mà lúc nãy lúc đầu em có giới thiệu rồi thì mình có thể sử dụng cái kit này để đáp ứng được cái việc đó có nghĩa là từ một cái mẫu đầu vào hỗn tạp thì mình sẽ tách cái vật liệu di truyền ra tách DNA ra rồi mình giải trình tự à, mình chuẩn bị thư viện rồi sau đó mình giải trình tự sau đó mình sẽ tiến hành phân tích coi là trong cái đó thì cái bộ gen nó bao gồm cái gì thì chỉ có một cái lưu ý về cái phần uh, metagenomic này thôi thì là do là mình để điện tử rất là nhiều chủng nên là để mà mình phát hiện được một chủng nào đó thì đòi hỏi là mình phải có một cái dữ liệu đầu ra rất là cao cho cái 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 giải trình tự nên là nó chỉ áp dụng được trên những cái hệ thống lớn với Lumina như là những cái hệ thống như là Nexus Nexus 2000 hoặc là cái NovaSeq thôi thì đó là về uh, dna còn nếu mà mọi người muốn khảo sát rna thì sao có nghĩa là khảo sát cái biểu hiện gen mà dạng tổng số thì lumina có cung cấp cái bộ rna depletion kit nó đi kèm với lại cái bộ uh, total rna của lumina thì nó sẽ giúp cho mình chuẩn bị uh, thư viện từ cái mẫu rna mà mình tách chiết từ một cái mẫu hỗn tạp để mình có thể trả ra được là à, trong cái mẫu mà mình vừa mới giải trình tự thì nó sẽ có những cái gen nào được biểu hiện để mình có thể khảo sát, mình có thể làm những cái nghiên cứu sau đó. thì một trong những cái kit mà Illumina có để đi kèm với lại cái đó là uh, ribosomal RNA depletion kit. thì mọi người biết là khi một người tách chiếc RNA thì một cái phần lớn ở trong trọng nó là uh, RNA đến từ ribosome, mình không có cần cái dữ liệu đó thì nó sẽ chiếm rất là nhiều cái thư viện của mình. thì Illumina có đi có bán kèm với lại cái uh, kit RNA kia là một cái kit RNA depletion nó giúp nó có thể giúp mình loại bỏ cái phần này thì à, à, để mà tổng hợp lại tất cả ba cái à, cái định hướng nghiên cứu vừa rồi á, thì à, mình có thể à, nhìn qua cái bản à, mà lúc đầu mình có nói thì cái bản mình nói về cái việc là những cái con số à, thiệt hại hoặc là những cái ảnh hưởng của bệnh truyền nhiễm cũng như là cái à, nghiên cứu vi nghiên cứu vi sinh nói chung á nó ảnh hưởng đến thế giới tới mức à, nghiêm trọng tới mức nào và những cái giải pháp của Illumina À, để đáp ứng được những cái đó thì mọi người có thể tham khảo ở cái bảng bên phải này thì mọi người thấy là à, Illumina gần như là à, hỗ trợ và đáp ứng tất cả những cái nhu cầu của mình trong cái 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 mảng mà 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 nghiên cứu về bệnh truyền nhiễm và vi sinh. Thì đó là tất cả cái phần à, trình bày của em à, thì hy vọng là cái bài trình bày này cũng cung cấp cho mọi người thêm thông tin về cái à, hệ thống của Illumina và những cái kit của Illumina trong cái lĩnh vực mà vi sinh này. Thì em rất cảm ơn mọi người. Cảm ơn uh, Tùng Vũ rất nhiều cái bài rất là chi tiết, rất là hay. Sẽ có rất nhiều câu hỏi cho em, ha? em chuẩn bị nha. Stay tuned nha, đừng có chạy đi đâu hết nha em. <laughs> Cảm ý. ơn em nhiều. À, dạ, em chào mọi người. Em tên là Vân, hiện đang là quản lý sản phẩm của công ty Research Minh Thì em cũng xin uh, nhờ bạn Uyên uh, chiếu slide những câu hỏi của bên MCI để em trả lời ạ. Đó, à. chiếu chiếu rồi đó Vân dạ hơi nhỏ, à, dạ dạ em thấy rồi à. công nghệ Illumina và MGI Illumina dùng flow cell tạo cluster, MGI dùng pattern cry flow cell gắn đi MB thì công nghệ MGI được đọc tốt hơn chống nhiễu so với sống quang nhiều hơn hay không thì ở đây á công nghệ giữa Illumina và MGI á họ khác nhau ở cái chỗ nào họ khác nhau ở bước là cái chuẩn bị thư viện khi mà chuẩn bị thư viện của Illumina thì họ là dùng sợi đơn mạch thẳng, còn MGI là sợi đơn mạch vòng. ở ở Illumina thì họ tạo thành cluster, họ tạo theo tính chất bắt đầu để mà nhân bản cho tín hiệu, tạo thành cái cụm tín hiệu để mà camera dễ uh, bắt cái quỳnh quang đó. còn MGI thì nó sẽ sử dụng cái sợi đơn mạch vòng đó và cái uh, polymerase poly, enzyme polymerase nó sẽ copy chính cái bản gốc của cái đoạn trình tự mục tiêu của chúng ta rất là nhiều lần vì vậy nó hạn chế lỗi sai cái công nghệ của MGI nó uh, họ tuy họ công bố là chính xác hơn uh, ở cái họ hiện tại thì họ đã đạt đến là mức là quy 40% là lớn hơn là khoảng lớn hơn quy 40 lên đến là 90 lớn hơn 95% thì đây là một cái uh, mức độ mà cái sai sót nó uh, khi mà mình uh, đọc lên cái mạch uh, dòng như vậy á, thì cái uh, lỗi sai mà họ tạo ra trong quá trình bị xe là sẽ uh, gần như là bằng không vì vậy mà nó giảm thiểu cái index shopping xuống index shopping ở đây có nghĩa là cái tỷ lệ gắn nhầm cái mẫu mà ba cos của cái mẫu á, thì nó giảm xuống và cái công kết hợp với công nghệ bắt thêm blue cell như hồi nãy bạn lâm có trình bày là bắt cell ở đây mọi người hình dung là trên trên cái cái flow cell đó nó có những cái điểm mà nó giữ chân cái quả cầu DNA nanobol lại. Nó đảm bảo cái quả cầu DNA nanobol đó chỉ một duy nhất một quả cầu DNA nanobol bám vô mà thôi nên là nó sẽ không có cái hiện tượng là overlap hay là DK hai cái quả cầu chung chân một chỗ. Và ngoài ra cái khoảng cách giữa hai cái quả cầu DNA nanobol trên một cái flow cell đó, nó cũng được tối ưu hóa để mà cái hệ thống quan nó dễ dàng chụp hơn thí dụ như là trong một cái căn phòng mà các bạn sắp xếp đồ đạc nó gọn gàng lại với nhau thì có phải là các bạn dễ nhìn thấy hơn không dễ nhìn thấy, dễ biết được cái vị trí của cái quả cầu đó ở đâu cái món đồ đạc của nó ở đâu và ngoài ra cái pattern flow cell đó, nó có một công dụng là gì nó sẽ được tối ưu hóa cái thông lượng đầu vào, nó không bị tránh trường hợp là overload và underload khi mà chúng ta lót mẫu Thí dụ như là à, mặc dù là hãng công bố là cái flow xe đất có 500 triệu đàn đọc Nhưng mà trong một căn phòng đó, khi mà các bạn sắp xếp đồ đặt gọn gàng lại với nhau Thì các bạn có phải là chứa được nhiều đồ hơn không? Thì lúc đó mình có thể khi mà những người mà cứng tay khi mà họ giải trình tự Họ có thể tối ưu hóa cái lượng mẫu nhiều hơn thực tế Thì cái à, hệ thống quan của bên MGI nó tùy vào cái dòng máy Mà chẳng hạn như là Y25 thì nó theo một cái uh, hệ thống quan khác, nó là tự phát quan nó theo một hệ thống quan khác để mà cho cái ưu điểm là nó dễ vận chuyển dễ uh, dễ di dời cái máy dạy trình tự đó đi cho nó là một bộ còn một cái dòng máy mà ghi 99 ở uh, g g năm mươi hay là g 400 thì nó lại theo cái uh, cũng giống như là những cái hệ khác là nó theo sbs có nghĩa là nó theo cái foresting bình quang thì họ nó có bốn màu hay là hai màu nó tùy vào dòng máy g 50 nó sẽ có hai màu còn g 400 g 99 và con t 7 là nó có bốn màu Dạ yeah, rồi cảm ơn uh, uh, vâng nhưng mà cái cái phần trả lời này là cái phần section của Illumina bởi vậy không biết là Tùng em còn đó lên hay không hay là bên distributor bên Biomedic hay là bên uh, uh, mình à dạ, có thể em hỗ trợ em còn à, uh, dạ, trả lời à em... dạ trả lời dạ em cũng có soạn ra mấy cái câu trả lời mà hiện tại đang để trên hình đó. thì chắc là để em gửi lại vào trong cái uh cái group uh, để mọi người có thể follow được mấy cái link uh, okay. Thì, ok ok uh, 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 Căn bản uh, thì đối với câu hỏi thì em có thấy là mọi người đang thắc mắc là cái công nghệ uh, Pattern Array với lại uh, Random flow, uh, Pattern Flow Cell với Random Flow Cell thì hệ thống Illumina thì hiện tại đang có cả hai cái cái cấu trúc Flow Cell này thì những cái Flow Cell mà ban đầu trong những hệ thống như là MySeq thì nó đang sử dụng là random flow cell nhưng mà đa phần những cái hệ thống mới như là Nexus 1000, 2000 hay là Nova 6X ấy, thì họ đã chuyển qua pattern flow cell hết rồi thì cái ưu điểm của pattern flow cell thì mọi người có thể tìm hiểu kỹ hơn thì nó có nhiều ưu điểm về cải thiện về cả đến cái thời gian giải trình tự do nó là không có phải làm cái template registration nghĩa là xác định cái vị trí của cái cluster rồi còn nhiều những cái 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 ưu điểm khác nhưng mà em chỉ muốn À, thông tin tới mọi người là pattern flow cell thì Illumina cũng có. Ừ. Và về cái phần mà đọc tốt hơn hay là chống nhiễu, chống lớn bước sóng quang á thì ở cái phần này á, thì thường là cái dữ liệu đầu ra mà à, căn bản nhất á, hay gọi là cái base calling á, nghĩa là gọi ra là khi mình cho nên tự là nó ra được là ATGC thì thường là mỗi cái nô đó nó sẽ được đánh giá một cái điểm gọi là cái Q score đó thì Lumina đang đánh giá dựa trên cái điểm Q30 thì em cũng có gửi cái link tham khảo để mọi người có thể coi thêm về cái cái Q30 này cụ thể nó là như thế nào thì Lumina dựa trên Q30 để đánh giá cái dữ liệu thô đó tuy nhiên là em cũng phải nhấn mạnh ở cái ý thứ hai á là thật sự á, người dùng cái mà mình cần quan tâm á, là cái độ chính xác uh, sau khi phân tích secondary hoặc là à uh, tertiary analysis có nghĩa là những cái phân tích mà mình bắt đầu sắp giống cột rồi mình bắt đầu gọi nô ra thì cái độ chính xác đó mới là cái độ chính xác mà thiệt sự có ý nghĩa đối với lại những cái nghiên cứu của mình hay là những cái kết quả xét nghiệm của mình. Thì Illumina hiện tại đang sử sử dụng đang sở hữu cái công nghệ của Dragon thì em cũng có gửi link luôn một cái link tham khảo đến mọi người là Dragon là một trong những cái sản phẩm mà thắng cuộc trong cái cuộc thi Uh, precision của F FDA về cái độ chính xác trong giải trình uh, trong phân tích để trình tự thì uh, như lúc nãy em cũng có trình bày thì đa phần những cái kit của Illumina mà về vi sinh thì cũng có sử dụng những cái pipeline của Dragon để phân tích và cuối cùng á, là em cũng có trao đổi về cái Q30 mà nãy giờ mình cũng có nói thì các cái hệ thống mới của Illumina như là cái hệ thống NovaSeq X hoặc là X Plus cùng với lại cái công nghệ SBS nhưng mà Illumina à, vừa cho ra mắt một công nghệ gọi là Xlip SPS thì hiện tại nó đã có mặt trên hai cái dòng máy là Nexus 1000 2000 và đồng thời là Novasic X, X Plus thì công nghệ này đã đạt được cái dữ liệu Q30 thì mọi người có thể vào cái link ở trong cái mục thứ ba để mọi người tham khảo thì đó đó là cái câu trả lời của em thì hy vọng là cũng cung cấp thêm mọi người thông tin về cái chỗ độ chính xác này em cảm ơn anh lại cảm ơn mọi người À, cảm ơn uh, Tùng Vũ à, Cho tôi hỏi thêm thì, Cái uh, phương pháp mà em sử dụng Hybrid Capture investment Panel Cho cái Thí uh, uh, dụ như tôi làm cái Resistome, đúng không? Tôi muốn target vô Trong một số cái chiến kháng sinh Thì uh, nếu mà mình làm investment vậy thì cái việc mà đo đạt Cái composition của nó Có bị ảnh hưởng gì không em? À um, uh. Ý của anh là trong cái việc mà mình thiết kế cái panel đúng không anh? Đúng rồi, mình thiết kế cái panel. Ví dụ như tôi biết được là uh, à. trong cái xếp xích tôi có uh, khoảng uh, 24 con đúng không? Rồi tôi thiết yeah. kế tất cả những cái drop target vô trong cái 16s lẫn target vô trong cái chiên uh, kháng kháng sinh ví dụ như vậy đó. Thì uh, yeah. tôi không biết biết là làm như vậy tại mình làm target có nghĩa là mình đã chọn lọc rồi thì cái việc chọn lọc của mình thì có ảnh hưởng tới cái composition của nó hay không Dạ thì hiện tại đó, đối với lại những cái panel enrichment của Illumina thì nó cũng có hai dạng là một là những cái uh, được làm sẵn như là những cái kit mà em giới thiệu tuy nhiên là nó cũng có cho phép người dùng có thể thiết kế uh, những cái enrichment panel tức là mình đã có sẵn những cái vùng mà mình quan tâm rồi và mình có nhu cầu thiết kế một cái panel riêng để mình target những cái vùng đó thì Illumina có cái dịch vụ hỗ trợ đó nhưng mà hiện tại là có một cái phần mềm gọi là design studio nhưng mà nó chỉ hỗ trợ trên thiết kế những cái gen của người thôi còn đối với lại dịch vụ mà dành cho vi khuẩn virus thì lumina có cái đội ngũ thiết kế riêng thì cái đó là lại là một cái cái phần sẽ có tính phí dạ không biết có đúng ý của anh lợi hỏi không ta? giống à, như tôi muốn biết được là cái việc mà mình thiết kế cái blog mình target việc vô á thì nó có ảnh hưởng tới cái composition hay không nếu mình giải uh, target 16 s 0 thì mình sử dụng primer để mình chạy đúng không thì uh, yeah. cái độ đồng đều của nó cũng tương đối cao hơn so với việc là mình thiết cái drop để mình bắt thì tôi không biết được là em có thử bài báo nào có thử để mình coi thử là cái composition của nó đối với lại việc uh, sử dụng primer hay sử dụng drop thì nó cũng như nhau À có nghĩa là so sánh giữa uh, sử dụng Amplicon với sử dụng Enrichment đúng không ạ? Đúng, đúng rồi, thì đúng, đúng rồi. Rồi. Dạ thì nó sẽ thường á là mình sẽ quyết định tùy thuộc vào cái cái target panel, cái cái size của cái vùng mà mình mong muốn. Thì đối với cả cả Amplicon với lại cả Enrichment thì nó đều có cái ngưỡng uh, riêng. Thì cái này em có thể cung cấp thêm thông tin nhanh, có nghĩa là như mà thường á là Amplicon là mình sẽ target một cái vùng ngắn hơn, nhỏ hơn cái cái panel của mình á cái kích thước nó nhỏ hơn thì mình mới sử dụng amplicon, còn kích thước lớn thì mình mới bắt đầu sử dụng qua enrichment thì cũng ngược lại luôn, nếu mà cái cái target của mình nó nhỏ như là 16S đó, thì à, hiện tại là không có khuyến cáo sử dụng enrichment á. Ừ, ừ Tại vì cái nếu mình chạy uh, primer thì cái độ nhạy của nó sẽ 10 mũ 2 tốt hơn so với việc là mình lấy cái Drop uh, mình bắt hay là tôi cái đó là không đúng em có nghĩa cái việc chạy pizza thì lúc nào nó cũng nhạy hơn so với việc là mình uh, capture bằng cái prop của mình hết đúng không hay là không đúng à dạ cái cái vấn đề đó thì nó chỉ có một cái hạn chế giữa hai cái với nhau á là PCR thì nó sẽ bị nhạy hơn so với biến đổi tại vì ví dụ như nó biến đổi ngay vào cái vùng bắt mồi thì coi như là mình sẽ bị mất còn đối với lại uh, probe mà enrichment thì probe ví dụ như uh, cái probe nó dài cỡ 80 nu đi thì không nhất thiết là 100% cái 80 nu đó phải bám vô được cái đoạn target thì mới lấy ra được mà nó chỉ cần bám một phần thôi thì uh, enrichment nó sẽ giúp cho mình đỡ bị ảnh hưởng bởi những cái thay đổi uh, đó hơn uh, Nhưng dạ mà thì... giờ thí dụ như bà, ban đầu của tôi cái cái, cái thành phần của con nó hiếm lắm nó chỉ có 6 con trong trong mẫu rồi. có 6 cái genome trong mẫu thôi nhưng mà với PCR thì 6 mẫu thì mình vẫn có thể chạy ra mình thấy được đúng không? tại mình chạy PCR mình nhân nó lên còn trong khi đó target này thì mình đâu có uh, nhân nó lên đâu có bao nhiêu thì mình uh, bắt bao bấy nhiêu thôi mà đúng không như vậy thì độ dạ, nhạy nó có dạ đúng rồi cái này ví dụ như độ nhạy phân tích như vậy thì nó cũng uh, sẽ ví dụ như pizza thì mình sẽ tốt hơn về cái phần đó, dạ. Rồi, uh, cảm ơn em. Không biết dạ. là mọi người có hỏi thêm cho bên Illumina cái nào mọi người. Rồi nếu mà không hỏi gì nữa thì cảm ơn Tùng. Thì bây giờ mình qua tới uyên uyên, uyên em share cho uh, bên MGI của uh, Research Instrument đi em. Uyên ơi Ừ, dạ, thầy, dạ thầy ơi, em thấy có một bạn vừa mới hỏi bên Illumina là Dạ xin hỏi anh Tùng, Illumina là công nghệ DNB của MGI chỉ nhân bản trên một mặt để tạo DNB Vì thế tránh giới thiệu lỗi sai từ quá trình PCR và GCPS như khuất đại bắt bắt cầu như thế nào? Xin anh cho phản biện ạ à. À, chắc là cái câu này thì mình cũng có cái câu trả lời tương tự như như là cái phần vừa nãy về độ chính xác thôi thì à, đối với lại độ chính xác á, thì thường mình à, mình mình cũng à, nghĩ là mọi người nên à, quan tâm tới cái độ chính xác cuối cùng có nghĩa là về cái kêu kêu 30 là chắc chắn rồi kêu 30 của Illumina với lại của những hãng khác thì mọi người thấy là nó cũng à, tương đương nhau tới thời thời điểm hiện tại rồi À, nhưng mà cái độ chính xác mà sau khi mà mình phân tích á, thì nó mới là cái quan trọng. Cho nên là à, nếu mà mọi người đánh giá một cái công nghệ thì mình cũng có à, khuyên là mình nên nhìn à, toàn bộ cái quá trình có nghĩa là cái end-to-end end end, thì mọi người có thể thấy được là cái công nghệ nào nó ưu việt hơn. Yeah. Rồi, cảm ơn Tùng nhiều. Cảm ơn uh, bên đại diện của Illumina nhiều.